Phân tích bài thơ Cảnh ngày hè, Bảo Kính cảnh giới, bài số 43 của Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi được biết đến là một vị anh hùng dân tộc, đồng thời là thi nhân với những tác phẩm để đời. Ngay cả khi bị nghi kỵ phải lui về quê ngoại Côn Sơn, ông vẫn bộc bạch nỗi lòng tha thiết cháy bỏng qua nhiều sáng tác, và mỗi bài thơ đều mang tâm trạng và nỗi niềm sâu thẳm của ông. Nỗi lòng ấy bộc lộ rõ nét trong chùm thơ 61 bài Bảo Kính cảnh giới. Trong cuộc sống tưởng như chỉ biết vui vầy cùng mây núi cỏ cây. Đặc biệt, bài thơ số 43 chan chứa bao khát vọng hướng đến cuộc đời nhân dân. Bài thơ Cảnh ngày hè là bức tranh mùa hè nơi miền quê, đồng thời là lời dãy bày tâm sự của ông. Cuộc âm thi tập là tập thơ bằng chữ nôm của Nguyễn Trãi. Tập thơ gồm 254 bài và nổi bật là bài Cảnh ngày hè. Qua bài thơ, người đọc đã được đến gần hơn với một bức tranh ngày hè sôi động nhiều màu sắc. Đồng thời qua đó thấp thoáng bóng dáng một người luôn nghĩ cho nước, cho dân. Bài thơ để lại cho người đọc những ấn tượng sâu lắng nhất về cuộc sống và tâm tư đáng trân trọng của ông. Câu thơ đầu tiên, ta thấy tâm thế của tác giả có vẻ an nhàn, êm đềm, thanh thoát, rồi hóng mát, thuở ngày trường. Câu thơ hiện lên hình ảnh của nhà thơ Nguyễn Trãi ngồi dưới bóng cây nhàn nhã hóng mát. Đối lập giữa sự tất bật, bận rộn với công việc nơi triều chính và sự rỗi rãi hiếm hoi nơi làng quê. Câu thơ là một câu lục ngôn ngắt nhịp 1, 2, 3, chữ rồi đứng riêng một nhịp, vừa nhấn mạnh cảm giác rỗi rãi, vừa như một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Một số sách dịch là rỗi hóng mát thua ngày trường, nhưng rỗi hay rồi cũng đều gây sự chú ý cho người đọc. Rảnh rỗi, sự việc đều xong xuôi, đã qua rồi thua ngày trường lại làm tăng sự chú ý. Ba chữ thua ngày trường nhịp dài nằm cuối câu càng làm cho một ngày như dài thêm. Cảm giác thư thái, sự sảng khoái sung sướng như kéo dài ra. Cả câu thơ không còn đơn giản là hình ảnh của Nguyễn Trãi ngồi hóng mát, mà nó lại toát lên nỗi niềm tâm sự của tác giả. Nhàn rỗi ta hóng mát cả một ngày dài. Một xã hội đã bị suy yếu, nguyện vọng ý chí của tác giả đã bị vùi lấp. Không còn gì nữa, ông đành phải rời bỏ từ quan để về ở ẩn, phải dành hóng mát cả ngày trường để vơi đi một tâm sự, một gánh nặng đang đè lên vai mình. Cả câu thơ thấp thoáng một tâm sự thầm kín, không còn là sự nhẹ nhàng thanh thản nữa. Đối lập giữa bức tranh ngày hè tràn đầy hình ảnh màu sắc âm thanh với chốn quan trường tù túng thiếu sinh khí, theo Nguyễn Trãi, trở về với thiên nhiên là cách tốt nhất để thanh lọc tâm hồn, hồi sinh sức sống. Bức tranh thiên nhiên trong những câu tiếp theo thực chất là quan niệm sống, bức tranh tâm hồn của ước trai. Huệ lục đùn đùn tán dợp dương, thạch liễu hiên còn phun thức đỏ, hồng liên trì đã tiễn mùi hương. Cảnh mùa hè qua tâm hồn tình cảm của ông bừng bừng sức sống. Ba câu thơ có rất nhiều động từ vận động diễn tả trạng thái xô đẩy cựa quậy, sự vận động từ bên trong của sự vật muốn trào phun ra ngoài, đồn đồn phun tiễn. Trước hết đó là hòe buông sắc lục như một chiếc lọng khổng lồ bao trùm lên cảnh vật, tạo cảm giác về một không gian xanh. Cái nhìn thiên nhiên của Nguyễn Trãi luôn có sự bao quát, vừa gợi sức sống của không gian trong động từ đồn đồn, vừa gợi cảm giác phóng khoáng trong một chữ dợp. Tầm nhìn trải từ gần ra xa, theo quy luật đăng đối ở hai câu tả thực, khéo léo đan cài sắc đỏ của thạch liệu trước hiên nhà cùng sắc hồng của ao sen. Câu trên tả sắc, câu dưới gợi hương. Thiên nhiên ấy cũng chứa chan bao cảm xúc, lúc dịu nhẹ lan tỏa, lúc bừng bừng phun trào, để rồi cuối cùng đọng lại cảm giác man mát tiếc nhớ, làn hương thanh thoát của sen hồng lúc cuối hè. Qua lăng kính của Nguyễn Trãi, sức sống vẫn bừng bừng tràn đầy. Cuộc đời là một vườn hoa, một khu vườn thiên nhiên muôn màu muôn vẻ, cảnh vật như cổ tích. Có lẽ bởi nó được nhìn bằng con mắt của một thi sĩ đa cảm, giàu lòng ham sống với đời. Không chỉ nhìn bằng mắt mà Nguyễn Trãi còn trải lòng lắng nghe những thanh âm muôn vẻ của thiên nhiên. Lao sao chợ cá làng ngư phủ, ráng giỏi cầm ve lầu tịch dương. Có một sự chuyển đổi cảm xúc trong cách lắng nghe những âm thanh của cuộc sống. Giờ đây những âm thanh lại được cảm nhận từ xa đến gần, từ lao sao đến ráng giỏi. Thiên nhiên không hề tĩnh lặng u trầm trong thời điểm chiều buông, mà trái lại rất sôi động và gần gũi với tấm lòng thiết tha yêu sự sống của nhà thơ. Chợ là hình ảnh của sự thái bình trong tâm thức của người Việt. Chợ đông vui thì nước thái bình thịnh trị, dân giàu đủ ấm no. Chợ tàn giã thì dễ gợi hình ảnh đất nước có biến, có loạn, có giặc giã, có chiến tranh đao binh. Lại thêm tiếng ve kêu lúc chiều tà gợi lên cuộc sống nơi thôn giã.
Lao Sao lúc này chính là âm thanh gợi rõ cuộc sống thanh bình của những người dân trại, cảnh mua bán tấp nập mà không quá ồn ào để khuấy động không gian hương nhàn của nhà thơ. Dường như Nguyễn Trãi đã chủ động hướng lòng mình về với chợ cá, làng Ngư Phổ để thấy bản thân không cách xa với đời thường. Âm vang cuộc sống thực ấy tạo thành mối dây liên hệ giữa nhà thơ với nhân dân, mang lại niềm vui xôn xao trong một buổi chiều, dễ tạo cho nhà thơ nỗi buồn. Cấu trúc đang đối đã tạo nên sự hòa điệu giữa con người với thiên nhiên trong sự cân xứng làng Ngư Phổ bóng tịch dương, mang đậm sắc thái trang trọng cổ điển. Nghệ thuật tương phản tạo nên một cảm hứng hết sức mới mẻ trong thơ Nguyễn Trãi, khi ấn tượng ám ảnh nhà thơ không phải ánh tịch dương ảm đạm mà lại là âm thanh rắng rỏi cầm ve. Sự liên tưởng bất ngờ và độc đáo này đã chứng tỏ phẩm chất nghệ sĩ của Nguyễn Trãi. Tiếng ve đặc trưng của mùa hè đến cùng Nguyễn Trãi lại như một bản đàn mạnh mẽ, dạo dực, hối hả nhịp sống căng tràn của thiên nhiên. Bức tranh thiên nhiên sống động ấy đã hàm chứa một nội dung, thông điệp thẩm mỹ, đánh động tâm tư của nhà thơ. Thiên nhiên đã đem lại một bài học lớn, lay thức khát vọng mãnh liệt muốn trở lại với đời của nhà thơ. Thiên nhiên ấy đã thổi bùng khát vọng của người anh hùng đầu bạc mà vẫn vẹn tấm lòng son. Dễ có ngô cầm đàn một tiếng, dân giàu đổ khắp đòi phương. Giữa thiên nhiên tuyệt đẹp, Nguyễn Trãi không hề mong muốn hưởng thụ thú nhàn tản cho riêng mình. Ở sâu thẳm tâm hồn ông vẫn là nỗi niềm ưu quốc ái dân, là khát khao hành động của một con người chọn đời vì lợi ích của nhân dân. Ở đây, ông đề cập đến Ngô Cầm vì thời vua Nghiêu, vua Thuấn nổi tiếng là Thái Bình Thịnh Trị. Vua Thuấn có một khúc đàn Nam Phong khải lên để ca ngợi nhân gian giàu đổ, sản xuất ra nhiều thóc, lúa, ngô, khoai. Cho nên tác giả muốn có một tiếng đàn của vua Thuấn lồng vào đời sống nhân dân để ca ngợi cuộc sống của nhân dân ấm no, vui tươi, tràn đầy âm thanh hạnh phúc. Hơn nữa, không phải riêng cho dân mình mà ông muốn cuộc sống đó phải đủ khắp đòi phương, nghĩa là cho muôn dân trên mọi nơi. Những mơ ước ấy chứng tỏ Nguyễn Trãi là nhà thơ vĩ đại, có một tấm lòng nhân đạo cao cả. Ông luôn nghĩ đến cuộc sống của nhân dân, chăm lo đến cuộc sống của họ, đó là ước mơ vĩ đại. Có thể nói, dù triều đình không chấp nhận Nguyễn Trãi, nhưng ông vẫn sống lạc quan yêu đời, mong sao cho ước vọng lý tưởng của mình được thực hiện để nhân dân có một cuộc sống ấm no. Bài thơ với 8 câu sử dụng thể thơ đường luật của Trung Quốc, nhưng đã khéo léo sử dụng 2 câu thơ lục ngôn mang đậm bản sắc dân tộc đến tài tình, để lại cho hậu thế những vần thơ vô cùng ý nghĩa, dễ đọc, dễ hiểu. Ngôn từ giản dị mà tinh tế, lồng ghép khéo léo cùng với các điển tích điển cố, cũng như hình ảnh sinh động, sử dụng hàng loạt các tính từ động từ mạnh, đã góp phần tạo nên một thi phẩm, một kiệt tác, một áng văn chương để đời. Cảnh ngày hè đã làm rõ nỗi niềm tâm sự của Nguyễn Trãi trong thời gian ở Côn Sơn với tấm lòng yêu nước thương dân. Ông yêu thiên nhiên cây cỏ say đắm, và có lẽ chính thiên nhiên đã cứu Nguyễn Trãi thoát khỏi những phút giây bi quan của cuộc đời mình. Dù sống với cuộc sống thiên nhiên, những ước trai vẫn canh cánh một tấc lòng ưu ái cũ. Nguyễn Trãi vẫn không quên lý tưởng nhân dân, lý tưởng nhân nghĩa, mong cho thôn cùng xóm vắng không có một tiếng oán than đau sầu. Quả thực, Nguyễn Trãi xứng đáng với câu thơ của vua Lê Thánh Tông, ức trai tâm thượng, quang khuê tảo. Hết bài. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 25 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Chúc các em học tốt và thi đạt kết quả cao.